Nothing can hold me back. Nothing can hold me back. Man, damn. Quá vậy, bạn e kịp ta. Ôi, tôi lát cho bụi ra tôi quy mà nó e kịp kìa. Thằng tay to á. Hay là do mình gà ta. Do mình gà. Nhưng mà bây giờ đứng trong bụi lát ra quy nó còn e kịp thì giờ làm gì giờ? Ý là mết còn sự lựa chọn nào khác không hả? Dạng như là mết còn có option nào khác không? Ngoài việc lát quy không? Bộ trình vô dài vô lại cờ dầu trình vô dài là su. Ồ, trap girl. Ê, quýt mẹ đó. Rồi đây đánh chán vậy hả? Lát đâu? Ui. Rồi toan mẹ. Toan mẹ nó đi luôn. Nó có chửi tao không ta? Rất đúng mà. Lại bắn cái đỏ. Đẹp. Lông tè. Nó phải là như thế. Phải là giáp đấy. Ơ. Cái drill này nó mát cao tàu tôi luôn, tôi cứ này kia cái nọ là nó này nọ kia lọ chai à. I'm coming. Đớp xuống kìa bây ơi. Chết mày rồi con. Sao cái pha đó không có ai đệm vô cho mình cái gì hết ta, mày đi về đi. Mày máu mũ vậy rồi mày đánh cái gì nữa. Nè tăng xe cho nè. Đéo về lì. Không quá nó lì điên. Nó đó kìa. Sao đéo về ta? Mày mé chắc cây vô đầu quá. Đù mày, con ghét riêu này nó bị lập trình rồi mấy ba ơi. Có đứng cái cỡ nào combo nó cũng e kịp đó. Trời ơi. Thôi gì đấy. Thôi đi ba. Rồi giết á, tao giết tụi bay á. Ủa tao cắm mắt cho cái bụi đồng đội tao chi vậy? Thôi tao giết hết bây giờ. Đó, nó chia đề của tao đi. Rồi thích thì học lấy. Hát mai hát nạo, giết 1, giết 2, giết 3. Mấy con chó này, mấy à mày. Nói gì với lại tay hái sao trời đi. Mày lói. Ở cái gì đây? Cái gì xảy ra vậy? Mi nói chi rửa. Ơ? Cũng mới chơi cái game gì mà tao đi support mà sao cái lane nào nó cũng bị kiểu lũng đoạn thị trường như mấy. Ghê hả? Sao nó ghen ghê hả? Rồi xong ấy đi. Con to này nó có thù oán kiếp trước với lại cuộc đời của tao hay cái gì vậy bay? Sao nó cứ bỏ tao hoài vậy? Ủa? Bích to bỏ tôi luôn kìa. Tao nhớ nãy giờ tao đâu có chửi nó đâu ta. Chó này đồ. phút rồi. Ừ, thằng kia bị stun lại. Thằng cháu nó bị stun lại. Hên quá mấy trời. Tôi nên trả thù này kiểu đứng đứng chè xong rồi nó bị quýnh cái tôi bỏ tôi chạy ăn farm ta. Xong nó chửi tôi, cái tôi chửi lộn lên với nó. Anh em vừa chửi lộn nửa tháng. Cái quy của hai bên bóp. Tôi vô đây, tôi vô đây. Tao ôi ở đây vẫn chết luôn á. Ê đi Genia chết thua á. Game nhạc vậy. Đâm lên đôi ta chúng ta bây giờ. Biết nỗi nhớ hôm nay của ngày hôm qua. Rồi mùa thu đã xa. Đêm dần buồn. Ok, đánh phải đánh luôn chứ không. Ơ cam bị gì đấy. Trời má uổng vậy. Không được. Ê này này này. Dí luôn hả? Cái rệt ghê vậy. Ôi sao cái rệt này đánh của ác vậy? Bây giờ sao đái? À hợp lý chưa? Quá cái rệt này đi. Nó đòi hỏi với cái tình huống gọi là đánh lộn dã man thì chứ. Không phải nó đai khói mà đai được. Pha đó khó đai lắm á. Thực chất thì pha đó đai là chủ yếu là con Thread nó fail á. Con Thread chỉ cần giữ chiêu lại thôi là thằng Lucian không bao giờ chết. Không bao giờ chết luôn. Tức là bất kỳ một thằng nào mà đánh đó không, bắt đầu trụ bắn rồi á là con Thread vẫy e. Vẫy e như chim sẻ đi nắng vậy đó. Ở Quảng Trị tụi em là tàu mi hả? Anh biết mà. Hồi xưa anh là người viết cái bài tàu thích mi cho Liêu biết mà. Anh phải biết mấy cái đó chứ. Em biết cái bài đó không? Cái bài mà tao thịt miếng nhưng tao không hề dầm nồi ra cổ làng ngày mà không có lý do gì cả, thậm chí tao không bắn được người ta nổi miếng lên ra một điều gì đó rất xá mà. Em biết cái bài đó không? Sao level mất cao vậy? Thằng rừng level 6 mà mất level 7 rồi lần sao? Ủa là mất level cao hay lần rừng mất thọt ta? Cúc gì đằng kia? Quên là múa gì vậy ta? Giảm sát thương nhưng vào tính địch. Này đi. Anh mới tới review resort Aroma để tìm ra lời giải vì sao lúc trước Khoa bất phải tẩu thoát khỏi đó đi không? Ê, content này chiến nè. Ê. Ê, mình bây giờ nha, mất đi ra Phan Thiết đúng không? Mất vô review cái resort đó xong rồi đặt cái tiêu đề là giải mã lý do Khoa bất phải trốn khỏi chỗ này luôn không? Trời ơi. Hay chứ. Xong cái Khoa bất thấy hay quá, Khoa bất quay lại làm content trở lại resort đó sau chừng đó 5 tháng này kia nọ đồ. Hay nhờ nguyên một chuỗi content luôn á chứ. Hay là hết trận này đi liền luôn không? Kết hợp với lại Văn Tùng siêu kỳ án à. Má hôm trước người coi Hôm trước ngồi coi cái clip của cái kênh Văn Tùng siêu kỳ án á, ý là tất nhiên thì em cũng biết là cái đó là công việc của anh Văn Tùng thì người ta làm, anh phải làm đúng không? Nhưng mà ý là xưa giờ anh em tụi mình biết anh Văn Tùng là một bình luận viên đúng không? Xong mà tự nhiên ngồi coi mấy cái clip đó của ảnh kiểu nó tôi cứ cười thầm kiểu đéo gì á, kiểu như nhìn nó kỳ kỳ đó. Kiểu nó không quen á anh em. Cho mình hỏi lý do gì mà kênh chat vẫn đang FA? Cảm ơn tôi có người yêu nha. Mất nghĩ là do cái do trời nóng, tức là mọi người sợ là yêu nhau thì mọi người sẽ âu yếm nhau rồi nó nóng kiểu nó oi bức á. Dạ. Yeah. Yes sir. Thật sự là như vậy rồi. Đó. Tôi đợi cho mau một nhát rồi đó. Hợp lý chưa? Hợp lý chưa? Cái pha đó gọi là hợp lý chưa? Mic mới đang xài hình như gọi là wireless thì phải. Trời ơi má, gì mà tao vẫn chết đúng mà. Buồn quá vậy. Nuôi được không? Đừng ra Baron nữa được không? Trời ơi, trời lúng đầu. Lúng đầu. Mandala Tram bay mùi nè anh già em con. Ngày hôm qua chị thì mày bà định đặt cái resort đó luôn á. Đúng luôn á, mạng Đà La Sa gì đó. Tao mới cản á. Tao kia thôi, tiền đâu mà đặt cái khách sạn 200 ngàn một đêm được rồi. Cái này rối lắm. Em coi gimbal coi mic cho iPhone, anh coi Canco em cho anh mượn nghe. Không anh không có mượn, mấy cái này làm công việc á, anh không có mượn. Em cho thì lấy cho, anh không có mượn.